Kính thưa quý Phật tử và các bạn, dù lý do khiến cho bạn phiền não là gì đi nữa, thì xin hãy tĩnh tâm lắng nghe lời Phật dạy đầy sâu sắc và ý nghĩa dưới đây, để chúng ta có thể sớm thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và sống một đời bình an, hạnh phúc. Trong cuộc sống này, chúng ta khó tránh khỏi những bất đồng và hiểu lầm trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc cũng như trong các mối quan hệ gia đình. Tranh cãi xảy ra, ta có thể không kiềm chế được mà nổi nóng hay là nặng lời. Cho dù thắng hay thua trong cuộc tranh cãi, thì cuối cùng cũng không giữ được hòa khí. Để rồi chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, mất niềm tin, ân hận tìm đến. Nhưng lời nói ra rồi như bát nước hát đi, cho dù có ân hận bao nhiêu cũng đã quá muộn. Điều mà con người cần làm nhất là luôn biết giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, biết loại bỏ sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Theo lời Phật, thì những phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ dưới đây. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu gì thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng, sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Không tranh giành chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí tuệ. Không nghe chính là thanh tịnh. Không nhìn chính là tự tại. Tha thứ chính là giải thoát. Và biết đủ chính là buông. Con người sống trên đời vui buồn tùy lúc, nhưng nguyên nhân khiến không vui thì chủ yếu có ba thứ sau đây. Thứ nhất là quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai là quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Và thứ ba là quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác. Đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Chính thái độ không hài lòng với bản thân mình, muốn hơn mà không chịu buông là nguyên nhân khiến cho con người cứ phiền não. Con người sống ở đời đừng quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết. Đối nhân xử thế nên hiểu có chừng mực, khoan dung với người cũng chính là cho mình một đường lui. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu? Sau đó một vị sa môn đã trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hơi thở có phải là hơi, tức điều hòa khí tiết, giống như khi con người ta gặp chuyện phiền muộn, thường thở một hơi dài. Như vậy có thể phần nào giải phóng năng lượng tiêu cực. Hoặc ngược lại, cũng có thể hiểu là hơi thở ở đây chính là sự giác ngộ. Thở ra một hơi, không màng thế sự thường tình, vĩnh viễn bao bọc thân tâm trong an lành, trong giác ngộ, vĩnh viễn được thanh thản, vì không cần phải lo lắng, đắn đo. Dưới đây là những lời Phật dạy, giúp cho chúng ta buông bỏ mọi phiền não trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và làm theo bạn nhé. Thứ nhất là, cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó với nhau. Vì vậy là con người với nhau, chúng ta nên bao dung và tha thứ cho nhau để cùng nhau sống thật hạnh phúc hết kiếp người. Thứ hai, bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, cho nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình. Đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ. Thứ ba, người thiện thì có hào quang sáng trắng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác
đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt được Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Thứ tư, đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo nằm trong tim của chúng ta. Thứ năm, cái chúng ta đang làm là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu như một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ta như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. Thứ sáu là, để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người nào đó có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ, và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Thứ bảy, không có gì ghê gớm hơn thói quen hay là nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người. Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức. Nó là cái lưỡi gươm gây chết người. Thứ tám, đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của con người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. Thứ chín, để sống đúng một cuộc sống vô dị lợi, ta không cần xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa này. Thứ mười là, một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang thì có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con. 11 là không có đường đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. 12. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia rẽ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 13. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 14. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 15. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua được hiện thực. 16. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm của mình. 18. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 19. Nói năng thì đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người. Tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. 20. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên đừng oán trách nó. Hạnh phúc ở trong tâm của ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc chính là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn là hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái gì mình cần. Phật dạy ở đời có bốn điều hãy luôn luôn ghi nhớ. Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú. Sống trong đời, ai làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh, dối trá, mà hãy sống chân thật với nhau. Đừng để hậu giận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm.
là người đừng bao giờ ước có một cuộc sống quá êm đẹp. Bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị đắng cay tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải là của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình thì hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hơi hợp đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy dù có, cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn, đừng có tỏ ra thanh cao. Thứ nhất, đừng nói những lời khoa mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lọc lừa. Mỗi người có một số phận riêng. Thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói đức năng thắng số quả không sai. Người kiên định phúc đức, chắc chắn họ sẽ vẫn bình yên thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức. Chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tròn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình. Thứ hai, im lặng làm vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khổ nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương và xấu hổ đến như thế nào. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất. Không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng
dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi, người bị sỉ nhục và chì chiết lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh
nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất. Tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách. Có người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc dậy già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm, hàng tính cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được nhìn sự phiền, thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu, nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân quán hết thì đường ai nấy bước, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Lời Phật dạy, khi khó khăn hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống
là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê, vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất, đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ.
sự thật mà nói. Dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, chỉ chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác tán, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, dương lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay. Vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau. Vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm
chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ, chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó, con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa, thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi, lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chạy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc,
bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức.
Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi, thông minh, giàu có
trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên, những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn, thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã. Những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là dư phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó, ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong tám món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già, bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống, cháo mệnh khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ tám, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành,
có được cuộc sống hạnh phúc, bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ 9, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản, nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ác phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên, hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phước báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phước báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phước báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức, mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến hai từ nhân và quả. Nếu làm lành thì sau này sẽ hưởng một quả báo an lành, an vui và hạnh phúc. Ngược lại, nếu làm việc ác thì quả báo đau khổ, trầm luân sẽ không thể nào tránh khỏi. Nhân quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ, không phải do trời đất, Phật
hay một đấng tối cao nào tạo lập, và cũng không một ai có thể can thiệp được. Xưa nay giống dĩ như vậy, rất bình đẳng. Một người gây tội ác có thể lọt lưới pháp luật thế gian, nhưng không thể nào thoát được nhân quả và báo ứng. Nhân gian thường nói, ở hiền thì gặp lành, và gieo gió ắt sẽ gặp bão. Hay là, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại. Nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời, cũng là đạo lý về nhân quả vậy. Luật nhân quả là luật của vũ trụ, không phải là luật của thần hay Phật. Thực ra, nhân quả rất sâu xa, không dễ gì hàng phàm phu chúng ta có thể hiểu hết được, mà ngay đến cảnh giới của Bồ Tát vẫn chưa thể thấu suốt. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng sợ lỗi lầm, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau rồi mới làm, để tránh đi những quả báo đau khổ về sau. Chúng sinh phàm phu thì ngược lại, đôi khi biết việc là sai mà vẫn cứ làm, nên đã gây ra bao ác nghiệp, phải đọa lạc trầm luân trong khắp nẻo khổ đau của luân hồi. Trong nhà Phật cũng thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thăng lên hay đọa lạc, phàm phu hay thành Phật, cũng không ngoài nhân quả. Gần đây cũng có người vì chưa hiểu sâu về nhân quả, nên tuy lúc đầu cũng đi chùa, làm thiện, nhưng khi gặp chuyện bất trắc, nghịch cảnh đến trong cuộc sống thì liền sinh tâm than trời trách Phật, không linh, nên không tiếp tục đến chùa hay làm việc thiện nữa, thì quả thật rất đáng tiếc. Bất trắc hôm nay đến là nó phải đến, kể cả chúng ta có làm việc thiện hay không làm, cúng chùa hay không cúng chùa. Nhưng vì kiếp trước đã làm quá nhiều việc ác nên kiếp này phải trả. Còn những việc làm thiện lành hôm nay thì kiếp sau hay cuối đời này mình mới được hưởng. Vì nhân quả là thông cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nên có hiện báo, tức là thấy ngay trong kiếp này, sinh báo, tức là kiếp sau mới thấy, và hậu báo, tức là những kiếp lâu xa về sau, khi hội đủ duyên mới thấy. Hơn nữa, phải xem lại trước đây chúng ta đã làm ác, ăn ở thất đức như thế nào, và nay mình đã làm thiện được bao nhiêu. Mới dây 10, mới trả có 3, mà đòi xóa hết nợ, xem sao cho hợp, phải không thưa các bạn? Nói làm thiện để trả lại chỉ là cách nói an ủi mà thôi, chứ làm thiện thì có thiện báo, ác sẽ có ác báo, giống không thay nhau được. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu giữa nhân và quả còn có duyên. Nếu trước đây do vô minh đã tróc lỡ tạo nghiệp ác, nay biết lỗi, sám hối và hứa sẽ không còn tái phạm, và từ đây sẽ không ngừng tu thiện để cắt các duyên xấu, thì quả xấu chưa trổ, và phát tâm tinh tấn tu hành giải thoát sinh tử để thành thánh nhân, Bồ Tát, Phật với đầy đủ trí tuệ và năng lực, để sau này phát đại thệ nguyện, phân thân tái sinh về khắp nơi trong các cõi mà đền ơn và cứu độ chúng sinh, thì mới thật rốt ráo và viên mãn. Xin thưa với các bạn là, kiếp này nếu ai may mắn, giàu sang hơn người, cũng là do ở kiếp trước đã từng cúng dường bố thí. Nếu bây giờ mà không lo tạo phước tu hành, thì kiếp sau phải đói khổ bất hạnh. Hiểu được đạo lý nhân quả, chúng ta sẽ sống rất tự tại và an lạc ngay trong cuộc sống hôm nay. Vì chúng ta sẽ không làm nhân quả và biết chấp nhận tất cả những gì không may đến với mình. Từ đó mà sám hối và vươn lên nỗ lực tu hành, tích cực làm nhiều việc thiện lành hơn nữa, thì tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Hòa thượng Tịnh Không cũng đã từng nói, lỗi không phải do người khác, lỗi là ở chính mình. Các bạn hãy tự suy gẫm lời dạy này, nói đến nhân quả ba đời, quả thực là vô cùng bổ ích. Mỗi khi tiếp người, đối vật và gặp trắc trở trong cuộc sống. Ý nghĩa cội rễ của luật nhân quả. Những lời dạy của Đức Phật về luật nghiệp báo hay nhân quả phát xuất từ nơi trí tuệ siêu dược của Ngài.
mà với người trần mắt thịt như chúng ta chắc chắn không thể nào hiểu xuyên thấu về luật nhân quả. Tuy nhiên, qua lời dạy của Đức Phật về luật nhân quả, chúng ta có thể phần nào giải thích tại sao cùng là con người mà có kẻ thì sống trong nhung lụa hạnh phúc, người thì sống trong bần hàn khổ đau, người thì sinh ra đẹp đẽ, còn kẻ lại chịu khuyết tật khi mới sinh ra. Nếu không có luật nhân quả, nghiệp báo, thì lấy gì để giải thích những tình trạng khác biệt này? Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả. Nhân quả có nguồn gốc từ nghiệp báo. Nghiệp là nhân, báo là quả. Nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, ngắn gọn là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nếu chúng ta tạo nhân, nghiệp tốt thì sẽ trổ quả tốt, còn ngược lại, ta gieo nhân xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận quả xấu. Chuyện nhân quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt, vì con người cứ tạo nhân rồi trả quả. Trong việc trả quả lại tiếp tục tạo nhân mới, và nhân quả cứ thế mà luân hồi. Như vậy, mỗi tác động nhân hay nghiệp với một điều kiện nhất định sẽ sinh ra một quả báo. Một khi quả đó chín, nó sẽ hồi đáp trở lại người đã tạo ra nó. Thời gian để một quả chín mùi có thể kéo dài rất lâu, cũng có khi rất mau. Nghiệp đã gieo thì trăm ngàn kiếp vẫn không mất. Khi đủ nhân duyên, nó sẽ xuất hiện. Ai gây quả ác thì nhận quả ác, ai tạo quả lành sẽ nhận quả lành một cách công bằng không thiên vị. Nếu ta tạo nghiệp tốt, có thể nó mang ngay kết quả trong đời hiện tại, trong đời tái sinh. Nhưng nên nhớ là dù tạo nghiệp tốt hay xấu đều chịu luân hồi sinh tử. Trong minh thứ ba, Lậu Tận Minh, Đức Phật xác nhận nguyên nhân của luân hồi sinh tử là lậu hoặc. Lậu hoặc chính là nghiệp. Bên trong lậu chứa nhiều mầm tham sân si, nó thúc đẩy những hành vi tạo nghiệp. Nó theo chúng ta từ đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi một ngày chúng ta gây biết bao là nghiệp. Mỗi nghiệp gây ra do tác động của thân khẩu ý. Những điều này gây ra nhân quả. Sự linh ứng khủng khiếp của quả báo. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Hay hiểu theo nghĩa đơn giản là ta làm gì cho ai sẽ được nhận lại, đáp trả lại y như thế. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, không kiếp này sẽ kiếp khác. Mọi chuyện chúng ta làm, dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng, không thiếu sót khi hội đủ nhân duyên. Có ba loại quả báo. Thứ nhất, hiện báo. Quả báo phải chịu trong đời hiện tại đối với những hành vi mà chúng ta đã gây từ nhiều đời trước hay đời này. Thứ hai, sinh báo. Quả báo phải chịu trong đời sau do hành động của chúng ta làm trong đời này. Thứ ba, hậu báo. Qua nhiều đời nhiều kiếp, sau khi đủ duyên mới trả quả báo. Các loại quả báo trên có thể giải thích cho chúng ta biết tại sao trong đời sống hiện tiền có người rất hiền lành tốt bụng mà cứ gặp những điều không may khiến cho họ chịu đau khổ triền miên. Đó là do những kiếp trước họ đã gây nghiệp xấu, đến đời này đủ duyên họ phải trả, gọi là hiện báo. Còn những nhân lành họ làm từ đời này, có thể họ sẽ được hưởng phước báo ở đời sau, gọi là sinh báo. Những người sống ở đời này có những hành động ác, hại người, đau khổ mà vẫn sống trong sung sướng, gặp nhiều may mắn. Đó là có thể trong nhiều đời nhiều kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp lành nên đời này họ được hưởng phước. Riêng những điều họ làm ác ở đời này thì họ sẽ phải trả ở những đời những kiếp sau, gọi là hậu báo vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Thân ái chào tạm biệt. 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 Thân ái chào.